Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại chúng ta đang xuất hiện trên quốc lộ 19B này mọi người. Thôi, chúng ta hôm nay sẽ đi xem cái dự án Bắc Hà Thanh nha mọi người. Đấy, vừa đi đường vừa quay về điện thoại nha. Trời ơi, cái công tác di chuyển ở trên này nó thật là áp lực mà. Đây là một trong hai dự án đất nền hiện tại Phát Đạt đã triển khai. Một là bên dân hội DCT Kỳ Cơ Gateway quay. Hai là đây dự án Bắc Hà Thanh nha mọi người. Đấy, nói mới nhớ, hôm bữa trước có làm video về ngôi nhà đầu tiên và cái homestay đầu tiên của Phát Đạt tại khu vực dân hội DCT á. Ấy thế mà mình phải ẩn cái video về cái homestay đi rồi. Tại chủ nhà không thích đưa lên, không biết là họ có làm đúng cái quy định xây dựng không hay là như nào. Đấy, nhưng mà họ yêu cầu là không đăng video nữa, để chắc về mình phải edit lại xem thử như nào. Đó, để cập nhật tình hình nó thực tế và nó đúng hơn. Thì mình thấy là xây dựng ở trên đó thì nó tạo cái tiền đề để cho phát triển cả khu vực chứ. Mà không hiểu sao họ kêu là để họ làm xong rồi thấy được đưa tin đấy. Thì cho anh em quan tâm IP thì mình cứ kiếm mấy kênh khác nha. Tại tại vì mình chặn lời rồi thôi thì mình không đăng nữa đấy. Không quay nhà bên đấy nữa. Ok, hiện tại đây là cái công trường của chúng ta nha mọi người. Tính ra nhanh nha, theo cái góc nhìn cá nhân thì cái việc san lấp mặt bằng, mở rộng và thi công các cái hạ tầng cơ bản là ok. Nhưng mà để mà còn cái thời điểm mở bán thì chắc còn lâu. Phân lô lên nền rồi xây dựng nữa. Theo quy định mới ta mới xây dựng cái shop house lên rồi mới đủ điều kiện để mở bán. Chắc còn lâu quá mọi người. Trời, dự án đủ điều kiện mở bán thì Thi sẽ thông báo tất cả mọi người. Tuy nhiên thì hiện tại là như vậy là ok rồi nè. Thấy triển khai mạnh mẽ, dứt khoát. Không biết có áp lực về thời gian cấp dự án, thi công và thu hồi không thì không biết, nhưng mà nhanh. Dự án này cử thi công như thế này là hụt cơ thành thành khu mới. Ở đây thì khu này là đầu tiên á, phía trên cái khu vực An Phú Thịnh và Đê Đông. Còn không biết sau này nổ ra nhiều dự án nữa không thì không biết. Đổ đất ra thêm thì dự án mọc lên thôi. Ở đây chủ đầu tư cũng có rải nước nè. Nhưng mà đoạn trên chúng ta không thấy rải nước nha. Đoạn dưới này có rải nè. Đỡ bụi hẳn ra chứ không có bụi chết luôn. Khu vực trên kia thì đã đổ nền keo rồi. Dưới này thì đang đổ lớp 1. Nó có phải mấy lớp như vậy. Đó mới hoàn thiện cả một chỉ dài của dự án luôn nha mọi người. Đấy, chúng ta tiếp tục xem tiếp để xuống cái đoạn DT639 nối giữa quốc lộ 19 này qua đường Hùng Vương thì tại đâu rồi. Mà xem cái nút giao đó, họ làm như thế nào rồi. Cầu Hà Thanh 7. Trước mình đã nói cái Hà Thanh nó có nhiều nhánh ghê lắm. Chạy 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 chịch luôn. Riêng cái đoạn đường từ đây vào thành phố Quy Nhơn, 7 cái cầu như thế này nè, đều của các nhánh sông của Hà Thanh. Được rồi, một số lô ở Nhân Hội giá thấp á, người ta mua nhanh. Đợt này
giá bắt đầu về tầm khoảng 1,4-1,5 triệu là mấy anh chậm khó bán rồi. Không biết cái nhiệt này lên bao nhiêu, nhà đầu tư để ở đây sẽ có muốn nhả ra để thu vốn về tiếp tục đầu tư không? Tưởng nó sẽ theo được. Hôm trước là Ecoline căn hộ này chạy mạnh một thời gian với những cái giá thấp, nay bắt đầu giá nó lên cao rồi thì chậm hẳn ra đó. Rồi đổ ra khu nhân hội với cái nhà đầu tư ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh đó, bắt đáy giá siêu thấp rồi thì bây giờ cũng chậm lại luôn. Có một số nhà đầu tư muốn lướt, tuy nhiên thì qua trao đổi với một số anh em mà chuyên về khu vực ngoài đó thì bây giờ lướt khó lắm đó, chỉ có sale có khách sạn cọc thì kiếm vài chục thì ok, còn nhà đầu tư mà xuống tiền vô thì rút ra hơi khó, kiểu phải chờ thêm ấy, đây chắc không có lướt được. Mình đầu tư á lâu dài. Wow, cái khu vực này đang được săn lấp mạnh mẽ luôn, như cái nút giao này được gọi là nút giao lớn nhất khu vực đó. Đây cung đường này nè, bên này nữa người ta sang lắp cái phần mặt bằng để mà thi công lớn kinh dị luôn. Đấy. Nguyên khu này giờ bỏ không luôn, chuẩn bị sau này lên nhà lên đất. Hai chia sẻ thêm mọi người nhé, đang sang phiếu ở trong khu vực Chợ Vinh đó, chỗ phía trong hai cái tòa nhà này. Đấy. Đang cũng nóng hôi hổi luôn. Cập nhật thêm là buổi tối đi ngang qua hai tòa nhà của Eco Home đó là độ phủ hơi bị ghê luôn, cao nhất cho các cái khu chung cư mới luôn rồi. Đèn sáng trưng hết luôn, gần như kín các tầng luôn. Để thấy rằng là cái hai cái chung cư này nó có sức hút cho cái đối tượng cần nhà ở nhiều lắm luôn. Ít không có cơ hội cho đầu tư, ít có cơ hội cho đầu tư thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến nút giao với lại điểm yếu phủ này, khu Chợ Gốc. Cái nắng thanh định bây giờ nó kinh dị lắm, đi mà nắng xíu là thôi bức bối. May là có gió này, đang vào mùa gặt nữa, đi ở khu vực này mùi rơm rạ thoang thoảng luôn. Ở Quy Nhơn mà vẫn còn cái cảnh này thì là hay ho lắm rồi. Vài năm nữa thôi chúng ta sẽ không còn thấy hương lúa ở đây đâu. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau.